tình hình tài chính bi đát của chúa trộm VinFast. Những ngày qua, báo chí quốc doanh đồng loạt đưa tin về doanh thu tỷ đô của VinFast. Tuy nhiên, thực tế thì những gì báo chí viết chỉ là một nửa của sự thật, chứ không phải là sự thật. Người ta nói một nửa cái bánh mì là bánh mì, nhưng một nửa sự thật có khi lại là dối trá. Theo báo cáo tài chính của VinFast do chính công ty này báo cáo với SEC, Ủy ban Chứng khoán Mỹ, thì doanh thu của doanh nghiệp này vào khoảng 1,2 tỷ đô, nhưng lỗ ròng lên đến gần 2,4 tỷ đô. Nghĩa là VinFast của ông Phạm Nhật Vượng phải đốt đến 2 đồng thì mới thu về được 1 đồng. Cũng theo báo cáo gửi SEC, 72% doanh thu là từ lượng xe bán cho GMS, là một công ty của ông Phạm Nhật Vượng. Như vậy, số tiền lỗ thật của VinFast là khoảng hơn 3 tỷ đô la, nhưng ông Vượng đã dùng bàn tay mang tên GMS để che lại một phần khoản lỗ, và cuối cùng khoản lỗ còn lại trên báo cáo là 2,4 tỷ đô la Mỹ. Báo chí quốc doanh có nhiệm vụ vẽ nên hào quang cho VinFast. Tính từ ngày thành lập vào tháng 6 năm 2017 cho đến năm 2023, lỗ lũy kế của VinFast lên tới 7,2 tỷ đô la. Điều đáng nói là tình hình làm ăn thua lỗ vẫn đang theo đà gia tăng, chưa có dấu hiệu dừng lại, mỗi ngày thêm nhiều hơn. Vào năm 2020, VinFast lỗ 800 triệu đô la Mỹ, năm 21 lỗ 1,3 tỷ đô, năm 2022 lỗ 2,1 tỷ đô, đến năm 23 đã dùng GMS để mà che bớt lỗ, nhưng VinFast vẫn còn lỗ 2,4 tỷ đô trên sổ sách. Về nợ, tính hết tháng năm 2023, nợ gộp của VinFast đến 8,2 tỷ đô. Có thể nói VinFast hiện nay là một chúa trộm, không biết cách nào để thoát ra khỏi tình trạng này. Năm 2024, VinFast dự định cho mở sản xuất ra các thị trường được cho là dễ thở hơn như Ấn Độ và Đông Nam Á. Ông Vượng đã quyết định rót 500 triệu đô la cho một giai đoạn đầu của dự án nhà máy tại Ấn Độ. Hiện đã nợ đến 8,2 tỷ đô la và doanh thu không đủ để bù lỗ. Vậy mà VinFast vẫn phải chạy vậy để kiếm cho ra tiền để đốt tiếp. Nếu thật sự minh bạch hoàn toàn số liệu tài chính thì tình hình của VinFast còn ảm đạm hơn rất nhiều. Vào năm ngoái, VinFast đặt mục tiêu là năm 2024 sẽ hòa vốn, nhưng xem ra VinFast không thể hoàn thành mục tiêu này với cách thức đầu tư liều mạng như hiện nay. Báo chí quốc doanh có vai trò như là nô bộc vậy. Vin bảo sao thì họ viết như vậy, họ tỗ vẽ ra đủ thứ hào quang sáng chói cho VinFast, mặc cho thực tế hoàn toàn xám xịt. Nhưng dù có được báo chí vẽ thế nào, thì ông Phạm Nhật Vượng vẫn phải kiếm cho được vài tỷ đô mỗi năm để mà đưa VinFast đốt. Có thể giới siêu giàu sẽ đầu tư vào VinFast, nhưng cũng có thể họ sẽ dẫm nát VinFast. Mới đây, báo chí đăng tin rằng VinFast đang tìm cách huy động vốn từ giới đầu tư siêu giàu trên thế giới. Tuy nhiên, lấy được tiền của giới siêu giàu không phải dễ. Họ có đội ngũ nghiên cứu thị trường, tư vấn giỏi, và chính họ cũng là những người am hiểu sâu sắc về đầu tư, nên thường ra quyết định một cách sáng suốt. Ngoài ra, vay tiền giới siêu giàu thường phải chịu lãi suất rất cao, nên rủi ro cũng rất cao. Trước đây, hãng ô tô Daewoo của Hàn Quốc có thị trường châu Á rộng lớn, có hệ thống phân phối hoàn chỉnh. Trong khi đó, Chevrolet, một thương hiệu con của GM, không có chỗ đứng tại châu Á. Khi Daewoo lâm nợ, GM đã mua Daewoo và sau đó biến xe Daewoo thành xe mang thương hiệu Chevrolet và phân phối tại thị trường châu Á thông qua hệ thống phân phối của Daewoo đã tạo ra trước đó. VinFast đang thua lỗ, VinFast đang đốt tiền, tuy nhiên VinFast đã lên sàn Nasdaq và đang là công ty đại chúng tại Mỹ. VinFast cũng đang xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm tại thị trường Bắc Mỹ. Hiện nay, hãng xe như Biden của Trung Quốc và hãng Tata của Ấn Độ đang rất thành công tại thị trường nội địa, mà cả hai thị trường này đều là thị trường tỷ dân. Nếu họ đặt chân lên đất Mỹ thì cũng là cách phát triển ra thế giới. Biết đâu họ có thể thâu tóm VinFast để thông qua VinFast mà đặt chân lên đất Mỹ như cách mà Chevrolet đã từng làm với Daewoo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin tình hình bi đát của chúa trộm VinFast. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo
chấm đề. Phong sát Phương Ngô, Đảng và Vin vung cánh tay lồng lá. Phong sát là từ mà truyền thông mới sử dụng gần đây, nó có gốc Hán Việt. Phong có nghĩa là đóng kín, cấm không cho sử dụng, sát là sát hại. Hai từ này ghép lại mang nghĩa là khống chế một ai đó rồi ra tay triệt hạ. Trong những năm qua, bên Trung Quốc, một số nghệ sĩ hoa ngữ nổi tiếng đã bị chính quyền Trung Quốc phong sát. Các tên tuổi bị phong sát có thể kể ra như Triệu Vy, Phạm Băng Băng, Ngô Diệc Phạm, vân vân. Họ bị chính quyền cấm lên sóng, không được tham gia hoạt động nghệ thuật và thậm chí có thể không được phát ngôn trên mạng xã hội. Nghĩa là chính quyền Trung Quốc cho họ bay màu khỏi làng giải trí. Với Phương Ngô, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đang áp dụng hình thức tương tự. Phương Ngô là một người tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội, đồng thời Facebook Phương Ngô là một trang được rất nhiều người theo dõi. Theo luật sư Đặng Đình Mạnh thì trang Facebook với số lượng theo dõi khủng của ấy bị chính quyền ra tay tấn công theo cách bí hiểm nhất. Nếu lúc này tìm kiếm thì nick Phương Ngô đã mất tăm như chưa từng tồn tại. Trong khi đó, cô ấy vẫn đăng nhập được vào trang cá nhân của mình, vẫn nhìn thấy trang cá nhân của mọi người, nhưng không thể đăng bài và bình luận. Trang Facebook cá nhân của cô ấy nó như một người tàng hình vậy. Vẫn chưa rõ Phương Ngô đang đi lánh nạn hay đã bị bắt cóc rồi. Như vậy, trên mạng xã hội, Vin và Đảng đã làm mọi cách để nick Phương Ngô bay màu. Còn trong đời thực, công an cũng ra lệnh cấm xuất cảnh đối với cô mà không thông báo. Nghĩa là họ đã tung lưới bố giáp Phương Ngô và vòng vây đang siết dần. Cô thực sự gặp nguy hiểm. Cho đến thời điểm này vẫn chưa có thông tin xác nhận là Phương Ngô đã té đi lánh nạn hay đã bị Tô Lâm cho quần bắt cóc. Phương Ngô là một nhà hoạt động xã hội. Cô dám lên tiếng trước các bất công. Nếu chính quyền của Đảng Cộng sản thực sự muốn Đảng trong sạch, môi trường kinh doanh trong sạch thì cần phải đảm bảo sự minh bạch thông tin. Nếu Phương Ngô đưa tin sai thì cần đưa ra các bằng chứng phản biện lại cô ấy, chứ không phải giở thủ đoạn bẩn thỉu để mà phong sát người lên tiếng như vậy. Còn về Vingroup, Đảng không cần phải bao che cho tập đoàn này. Nếu họ sai, hiện nay Vingroup đã được ra thế giới tham gia cuộc chơi lớn với thương hiệu của VinFast. Tuy nhiên, cả VinFast lẫn Vingroup vẫn giữ nguyên lối hành xử cộng sản và họ đang thảm hại trong vấn đề phát triển thương hiệu. Nợ thì tăng phi mã, nhưng thị phần xe điện thì không tăng. Nếu VinFast biết lắng nghe phản biện mà sửa mình, thì đâu đến nỗi thảm hại như ngày nay. Một khi xã hội bị triệt tiêu các phản biện, thì lúc đó cái xấu ung dung tồn tại và phát triển. Đó là lý do các nước dân chủ ủng hộ cho xã hội dân sự tồn tại và phát triển. Nếu có xã hội dân sự độc lập, thì Đảng không cần phải móc túi dân để nuôi các nhóm hội trá hình. Những hội nhóm chỉ biết xu nịnh, a dua theo Đảng mà không bao giờ đấu tranh chống cái xấu. Hiện nay, ông Vượng dùng cả tuyên giáo và công an để che đậy những vấn đề của Vingroup. Vingroup đang cố điều khiển tuyên giáo và công an để che đậy cho cái xấu của mình. Cách hành xử của Vingroup mang màu sắc mafia, mà trong đó Đảng đóng vai trò là kẻ đâm thuê chém mướn, được Vingroup sử dụng vào mục đích bất chính. Không biết đứng trên cao, ông Trọng có nhìn thấy sự cấu kết này là vô cùng nguy hiểm cho nền kinh tế và cả xã hội Việt Nam hiện nay hay không? Với sự cấu kết này, đối thủ của Vin làm sao có thể được đối xử công bằng cho được? Thay vì bị loại bỏ cái xấu, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam lại chọn cách che đậy, và đó là nguyên nhân cái xấu phát triển lớn dần. Từ cách làm của chính quyền, doanh nghiệp cũng chọn cách tương tự để tồn tại, miễn là họ thao túng được quyền lực nhà nước và dùng nó để phục vụ cho chính mình. Tất nhiên, muốn thao túng được quyền lực nhà nước, doanh nghiệp phải tốn rất nhiều tiền. Tuy vậy, họ thà tốn tiền làm trò xấu, còn hơn là dùng tiền đấy để cải thiện cho doanh nghiệp tốt hơn. Xã hội Việt Nam nát mọi mặt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Phong sát Phương Ngô, Đảng và Vin vung cánh tay lồng lá. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới.
Trung Khoa Thời báo.de.